Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại quay trở lại chương trình live stream hàng tuần của Du học MED. Chào chị Xuân Quỳnh, chào các bạn. Chào Catherine Hoa. Ngày hôm nay thì chúng ta lại như thường lệ sẽ bắt đầu bằng việc điểm qua những tin của các bạn trong tuần vừa rồi của MED chứ nhỉ? Một trong những cái niềm vui lớn nhất mà gần được coi là gần đây nhất là trong buổi chiều thứ sáu thì chúng ta cũng nhận được, mình phải nói là buổi tối, gần như là chiều muộn thứ sáu đúng không, thì chúng ta đã nhận được visa code của nhóm các bạn sinh viên là có đăng ký nguyện vọng đi trường quốc tế 3. Đúng rồi. Thì đây là một trong những cái tin vui và chị nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp để chia sẻ cho các trong bạn sinh nay. Viên mà quan tâm tới việc đó là chúng ta sẽ chọn những trường ra visa mã code. Đúng rồi. Chúng ta thường biết rằng là visa mã code thì có cả top 1 và có cả top 3. Thì visa top 1 thì đúng là đơn giản rồi đúng không chị Quỳnh? Đúng. Bởi vì khi mà các bạn được trường top 1 lựa chọn rồi thì cái việc mà thời gian ra mẫu code rồi quy trình nó cực kỳ là thuận tiện và nhanh gọn. Còn đâu là đối với cái diện top 3 được coi là một trong những cái diện mới của năm 2020 thì cái việc mà là ra được cái mã code thành công, đặc biệt là trong những cái kỳ cuối năm, thì được coi đó là một trong thành cái tích. Thành tích, chính xác. Mà phải chia sẻ thật rằng là cái nhóm mà vừa ra mã code của MEP ý, thì đều là những bạn mà thậm chí có những bạn sinh viên 95. Phải nói đó là một kỳ tích, bởi vì là phải thật sự là đây là một cái thử nghiệm cực kỳ tuyệt vời và kết quả cực kỳ ngọt ngào của Du học MEP. Nó đánh dấu một việc là chúng ta đã nỗ lực rất là nhiều và quá trình làm hồ sơ vô cùng sâu sát, cũng như là việc chúng ta nghĩa là chúng ta sử dụng tất cả những cái kinh nghiệm, chúng ta đã dùng đến tất cả những kinh nghiệm của chúng ta cũng như là những nỗ lực để có thể đảm bảo tất cả những quy chuẩn yêu cầu của bên cục xuất nhập cảnh, để đến giờ là kết quả của nhóm visa mã code đó thực sự mình gọi đó là một kỳ tích, bởi vì đạt đến tỷ lệ đến 99%. Thực ra thì cái việc mà visa mã code top 3 là chúng ta cũng đã thử nghiệm và áp dụng từ kỳ tháng 9. Đúng rồi. Sau đó là đến kỳ tháng 12 rồi. Và trong thời gian vừa qua thì cũng đã nhận được rất là nhiều những cái tín hiệu tốt. Tức là đây là một diện visa có thể hỗ trợ rất là nhiều bạn sinh viên mà hiện nay thì các cái điều kiện top 1 chưa phù hợp. Tuy nhiên là tại sao mà chị Quỳnh có vừa phân tích là bởi vì là cứ mỗi một kỳ, tức là chúng ta từng nói là kết thúc một tài khóa xong ấy, thì cơ quan là cục xuất nhập cảnh sẽ có những cái điều chỉnh để cho phù hợp. Và thực ra là visa code thì đối với diện top 3 thì nó sẽ áp dụng cho từng khu vực, tức là từng cục xuất nhập cảnh một, chứ không phải là áp dụng cho cả nước. Đúng. Cho nên là đúng chính vì vậy mà ví dụ như là hôm thứ 6 thì MEP có nhận được là visa code của trường Smith, là một trong những trường mà nằm ngay ở bên Seoul, ngay cạnh ở Seoul luôn. Thì Nam, đấy Seoul. Đấy cũng là một trong những cái tín hiệu tốt cho các bạn biết rằng là thực ra thì khi mà chúng ta kiên nhẫn. Đúng. Theo một thực sự là rất kiên nhẫn. Và thứ hai đó là chúng ta sẽ hiểu bằng chính cái kinh nghiệm. Đúng. Làm hồ sơ của bởi mình vì thực ra... từ đó chúng ta có một sự xử lý. Đúng. Hồ sơ cho phù hợp, tức là làm sao lựa hướng... chọn hồ sơ. Đúng rồi. Là chuẩn nhất. Đúng rồi. Chị Quỳnh dùng cái từ đấy thì rất là đúng, tức là chúng ta lựa chọn những học sinh phù hợp với tiêu đúng chí rồi, của trường và đáp ứng được tất cả những yêu cầu khắt khe về đúng hồ rồi. Sơ của cuộc nhập cảnh. Đúng. Thì khi mà chúng ta đáp ứng được thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có kết quả thôi. Thực ra phải chia sẻ thật với chị Catherine là lúc mà bắt đầu khởi động cái yêu cầu theo đúng cái yêu cầu của gọi là trường học viện nghệ thuật và học viện kỹ thuật và kỹ thuật và truyền thông Seoul á, mà chị Hoa gọi là Smith ấy, thì lúc bắt đầu thì trường đưa ra những cái yêu cầu cho MEP thì MEP hơi băn khoăn một chút, và trường chỉ yêu cầu là làm sao để đáp ứng đúng cái yêu cầu đó thôi. Thì MEP đáp ứng đúng yêu cầu với danh sách những học sinh như vậy và yêu cầu những học sinh có điểm như thế này, độ tuổi như thế này đều là tốt cả. Thì phải đợi đến gần hơn một tháng, phải đến chính xác là ngày hôm qua là đã hơn một tháng, và thực sự là một sự kiên nhẫn vô cùng, và ngày nào cũng cảm giác như là mình đang chờ đợi một điều gì đó. Thì đúng quả thật là sự chờ đợi này đã được đền đáp một cách xứng đáng. Và đến lúc mà khi tất cả nhóm của chúng ta đều có visa, nghĩa là có mã code ấy, nghĩa là tỷ lệ đến 99,9% rồi mà. Đó, thì phải nói rằng là bởi vì có một bạn thì chưa có, thì đó là một điều kỳ diệu, phải nói là như vậy. Bởi vì thực ra trong nhóm này chúng ta có những bạn sinh năm 95 và 96 rất là nhiều, nhưng các bạn đều trong lúc là chị Quỳnh có nói chuyện thì có rất nhiều bạn sinh viên yêu mến của MEP đã vào đây và gửi lời chào cũng như là gửi câu hỏi rồi. Có thể là thay mặt cho chị Quỳnh thì chị sẽ gửi lời chào đến tất cả những bạn đúng đang rồi. Theo dõi chương trình. Xin chào Hương Nguyễn, chào Thanh Hà, chào bạn Châu Anh.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì Hà Nội rất là lạnh, tức là chúng ta đang giữa một cái đợt lạnh được coi là kỷ lục nhiều năm rồi. Thực ra là thì thời điểm nào Hà Nội đến thời điểm này cũng rất là lạnh. Tuy nhiên thì chị cũng phải sẽ cảm thấy chúc mừng tất cả những bạn. Ví dụ như chị, tuần vừa rồi chúng ta có rất là nhiều tin vui. Chẳng hạn như là một số những bạn mà ở Gyeonggi thì đã có invoice và đã được chấp nhận. Bởi vì thực ra bản chất Gyeonggi thời điểm này làm chuyện rất là khó. Và học sinh của MEP thì đều đã đỗ hết vào Gyeonggi. Những bạn mà chị quên rồi. Thì đầu tiên chúng ta phải gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn sinh viên của MEP đã 100% đỗ vào trường Đại học Trung An. À đúng rồi. Đấy là tin vui đầu tiên chính của tuần vừa rồi. Chúng ta có quá nhiều tin vui và đến con Cúc chúng ta cũng đỗ 100%. Con Cúc cũng đỗ 100%. Trung An đỗ 100%. Gyeonggi đỗ 100%. Còn một trường nữa chị Hoa quên, đó là kỷ lục. Là trường gì chị Hoa nhớ không? Trường Samsung, Hansung. Hansung và đó, đấy là những trường mà hiện nay là chúng ta đã đỗ 100%. Đó là những điều rất là tuyệt vời. Chia sẻ với các bạn niềm vui như vậy. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại để trả lời câu hỏi nhé. Không thì chúng ta sẽ muộn mất. Câu hỏi mà thời điểm hiện tại thì chị có nhận được. Châu Anh chúc MEP cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn em nhiều nhá. Cảm ơn em đã lắng nghe và cũng chia sẻ những thông tin đối với Dư Hồng MEP. Có bạn là Hương Nguyễn có gửi câu hỏi như sau. Nộp hồ sơ thời điểm hiện tại thì đi kỳ tháng mấy vậy chị? Thời điểm hiện tại thì MEP có lớp mới để khai giảng không ạ? Em thấy cũng gần đến Tết rồi, sợ không có lớp. Bố mẹ em thì đang do dự giữa việc cho em đi học tiếng vào lúc này hoặc là đợi ra Tết thì nhập học, nên như thế nào vậy chị ơi? Câu hỏi này xin phép chị Quỳnh là chị xin được trả lời đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là chiều thứ 6 vừa rồi thì chị đã cùng với tổ giáo viên của Du học MEP thì cũng đang sắp xếp lịch để lên cái lịch học cho các bạn trong những cái tuần tiếp theo để phù hợp với cái không khí cuối năm cũng như là tình hình chung. Thì em biết không là nếu mà bây giờ em nộp hồ sơ, cái điều em lo lắng nhất là có lớp hay không, thì chị xin trả lời rằng ngày mai, tức là sáng ngày thứ hai, thì MEP có khai giảng một lớp hoàn toàn mới dành cho các bạn sinh viên. Thì nếu mà trong trường hợp mà em muốn nhập học thời điểm này là MEP hoàn toàn có lớp. Thực ra vào thời điểm cuối năm rất là khó để có lớp, bởi vì là thời điểm này mọi người cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi rồi. Thậm chí ở ngoài kia chị đã thấy rằng là mọi người đã bán hoa đào rồi. Nhưng mà vấn đề là học sinh mới vẫn đến với MEP thì chúng ta sẽ vẫn có những lớp học mở cho các bạn thôi. Thế nên là cái việc mà mở lớp thực ra nhìn tình hình chung là khó. Nhưng tại Du học MEP thì thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn nhập học, bởi vì năm nay có một xu hướng đó là chúng ta đi muộn hơn những năm trước. Năm trước thì học sinh sẽ đi vào kỳ tháng 9 và tháng 12. Thì năm nay thì thay vì tháng 9 thì mọi người sẽ dồn lại là đi kỳ tháng 12 và kỳ tháng 3. Nhưng thời điểm hiện tại thì các bạn nhập học cũng khá là đều đặn. Cho nên là ngay ngày mai thôi, buổi sáng là MEP cũng đã khai giảng một lớp mới rồi. Vì vậy nếu như mà em có thể tham gia được thì chị mời em tham gia. Ngoài ra thì lịch gần nhất có thể là cho phép chị là thay mặt cả bộ phận truyền thông nữa là chị cũng bật mí luôn. Đó là MEP thì sẽ khai xuân trở lại vào ngày mùng 6 Tết. Đó thì ngay ngày mùng 6 thì MEP cũng có một lớp hoàn toàn mới cho các bạn. Như vậy thì Hương ở đây, Hương có hai phương án. Một là em vừa muốn học luôn này. Thứ hai nữa là mình cũng hơi bị lo lắng bởi vì bố mẹ thì cũng muốn là hay là ăn Tết xong. Tâm lý của rất là nhiều người Việt Nam như vậy. Thì thực ra là phương án nào MEP cũng sẽ đều có cái cách để mà hỗ trợ em. Tức là ngày mai cũng có lớp để các em có thể hoàn toàn học mới được. Và từ nay đến Tết thực ra thì chúng ta cũng có thể chạy được 10 hoặc hơn 10 bài một chút. Thì đấy cũng là một cái vốn kiến thức rất là quan trọng. Đúng rồi, để cho các em có thể là tự tin hơn trong thời điểm sắp tới. Sau đó nếu mà trong trường hợp em muốn nghỉ Tết thì có thể mùng 6 Tết là em quay trở lại nhập học MEP cũng được. Còn một cái vế câu hỏi của em còn lại đó là em nộp hồ sơ thời điểm hiện tại thì em đi kỳ tháng mấy? Thì như vừa nãy thì chúng ta có điểm qua về cái thời gian đầu tiên ấy, thì chị Quỳnh và chị Hoa thì có nói với các bạn là tuần vừa rồi là chúng ta cũng nhận được kết quả của rất là nhiều trường, Trung An, Hồng Ích, Con Cúc, rồi là cả những trường top 3 nữa. Sau khi mà trường phỏng vấn nhận học sinh đi kỳ tháng 3. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại nếu như em được hồ sơ và chúng mình có thể chuẩn bị được hồ sơ luôn thì thực ra thì cũng vẫn có lựa chọn cho em để kỳ tháng 3. Tuy nhiên thì không có nhiều. Như việc là các bạn nhập học cách đây khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng về trước thì cái việc mà chúng ta chọn trường, số lượng trường sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chẳng hạn nếu như mà em sẵn sàng là có hồ sơ sẵn hoặc là có thể là yêu thích trường top 2, top 3
thì cũng vẫn có những lựa chọn cho mình. Còn top 1 thì thời điểm hiện tại là sẽ hơi gấp rồi, bởi vì phần lớn các trường top 1 thì đều đã phỏng vấn rồi. Đã phỏng vấn và có kết quả cho sinh viên xong. Thậm chí thì là một số trường đã có cốp rồi. Đúng rồi, vậy nếu như vậy thì một lời khuyên cho em đó là nếu mà trong trường hợp vì những lý do cá nhân em cần đi sớm thì em có thể nộp hồ sơ đi kỳ tháng 3 và chúng ta sẽ hướng tới là trường top 2 và trường top 3. Còn trong trường hợp nếu như mà em không có vội vàng và muốn có một sự chuẩn bị kỹ thì thực ra là em đi kỳ tháng 6 đó là một sự lựa chọn lý tưởng và phù hợp. Thì đấy là toàn bộ những cái phần trả lời của chị dành cho câu hỏi của bạn Hương Nguyễn. Cảm ơn em đã theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình sáng ngày hôm nay nhé. Sau đây thì là chị cũng sẽ đi đến câu hỏi tiếp theo. Một lượng câu hỏi khá là nhiều đã gửi đến chị Hoa rồi. Có một câu này thì chắc là chị Quỳnh trả lời sẽ phù hợp này. Cho em hỏi là cao đẳng thì có gia cốt được không ạ? Hay là chỉ đại học thì mới có thôi? Em cảm ơn hai chị nhiều. Chị đang định để câu này đến phần tiếp theo của chị Hoa, bởi vì trong phần đó thì lát nữa chị Hoa sẽ có một số cái điểm qua những trường ra mã cốt tốt. Thì thực ra những trường cao đẳng thì chị phải chia sẻ thật, kể cả top 1 hay top 3 thì đều ra mã cốt bình thường. Ví dụ như nếu như trường cận top cốt 1 thì chúng ta có gọi là Học viện Truyền thông NIMA ấy, thì trường này hiện nay là thậm chí là chúng ta đã ra mã cốt tháng 3 rồi. Đến còn một số những trường cao đẳng thì ra mã cốt rất là ổn định. Hiện nay ghi tên mình đầu tiên phải nói là cao đẳng Sinh-gu ở khu gần Seoul, cách Seoul khoảng 30 phút. Tiếp đó là một trường ở khu vực Taecheon, nghĩa là trường cao đẳng kỹ thuật, gọi là học viện ấy, kỹ thuật ở Taecheon thì cũng ra mã cốt. Thế nên là thực ra các trường cao đẳng hoàn toàn có thể ra mã cốt. Tuy nhiên em phải nhấn mạnh, chị phải nhấn mạnh một chút với em nhé, là trường đó vị trí như thế nào, tỷ lệ sinh viên như thế nào và cơ sở vật chất như thế nào sẽ quyết định là trường đấy có ra được mã cốt hay không. Cái quan trọng nhất là cái điều kiện mà trường đấy sẽ lấy. Thậm chí có một trường ở Seoul thì trường này cũng ra mã cốt mặc dù là trường cao đẳng. Tuy nhiên điều kiện để lấy sinh viên đó không quá nhiều, dẫn đến việc ra cốt của trường rất là đơn giản. Đấy thì chị phải chú ý điều đó. Còn nếu như trường mà lấy rất 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 nhiều và cơ sở vật chất thì lại không đáp ứng được với những cái lượng mà sinh viên họ nhận đấy thì chắc chắn là sẽ không ra được mã cốt. Thì đây là một câu trả lời rất là chi tiết và đúng rồi, phải nói rằng là nó mang tính chất nghề nghiệp của chị Quỳnh. Và trên cơ sở đó là chúng ta không chỉ thấy rằng là trường thông báo là ra được mã chính cốt xác mà câu chuyện là đúng phải rồi. Trên cơ sở là chúng ta phải có đánh giá cả cái cơ sở vật chất cũng như là cái tiềm năng đào tạo đúng của rồi. Nhà trường các khoa và thực ra là khi lựa chọn một trường mà top 3 của MEP ấy, thì MEP luôn có một xu hướng đó là phải đánh giá trường đấy. Đánh giá trường đấy dựa trên những tiêu chuẩn, thứ nhất là về số lượng học sinh, về cơ sở vật chất và về truyền thống của trường đó. Đó là lý do tại sao mà những trường mà MEP lựa chọn luôn là những trường thứ nhất là có truyền thống và thứ hai là tỷ lệ ra mã cốt của họ rất là cao. Đó thì kể cả những trường hoàn toàn mới nhưng trên những tỷ số đánh giá của chúng ta thì học sinh vẫn rất là an toàn. Ví dụ như là cụ thể như trường Smith, đây là kỳ đầu tiên họ làm mã cốt top 3 nhưng mà kết quả thì lại rất là tốt bởi vì chúng ta có những đánh giá rất là chuẩn xác về trường này. Đó. Câu hỏi tiếp theo của bạn tên là Lệ. Lệ có hỏi là thời gian xin visa mã cốt thì khoảng bao nhiêu lâu ạ? Và theo em hiểu thì ở Hàn hiện nay có cả top 1 và cả mã cốt top 3 nữa. Như thế thì thời gian xin visa mã cốt có giống nhau không ạ? Câu này thực sự là một câu hỏi rất là, bạn ấy đã tìm hiểu rất là kỹ, phải thừa nhận là như vậy. Thì chị có thể trả lời lệ như sau nhé. Đối với cốt top 1 và cốt top 3 thì đúng là cả hai cùng ra mã cốt, nhưng mà khác nhau thì chắc là lệ đã biết rồi. Thì nếu như cốt top 1 thì không có yêu cầu gì cả, chỉ có trường nhận thôi và bản thân trường là đứng ra để bảo lãnh vấn đề visa rồi. Còn top 3 thì chúng ta cần phải có cái sổ case study 10.000 đô tại ngân hàng Hàn Quốc thì chúng ta đã biết rồi. Tuy nhiên thời gian ra mã cốt thì có khác nhau, phải chia sẻ thật là như vậy. Nếu như với cốt top 1 thì tỷ lệ đặt visa mã cốt nếu không muốn nói là 100% thì phải đến 99,9%. Tất nhiên là sẽ có những trường hợp nào đó mà mình không thể đến, nhưng đến thời điểm này thì MEP chưa có một trường hợp nào cả. Nên để ra được cái tại sao có cái ví dụ là 0,01% đấy thì MEP chưa có, phải nói thật là như vậy. Tuy nhiên cốt top 3 thì không phải như vậy. Và thời gian xin mã cốt top 1 thông thường nếu như trường nộp hồ sơ vào cục xuất nhập cảnh thì thông thường chỉ khoảng 7 đến 10 ngày sau là sẽ có mã cốt. Nghĩa là tổng thời gian mà bắt đầu từ nộp hồ sơ đến khi đóng tiền rất là đặc thù. Đối với cốt top 1 thì thông thường chỉ khoảng 2 đến 3 tuần là xong chị ạ. Nhưng mà với cốt top 3 thì nó sẽ lâu hơn một chút. Bởi vì thực ra là chúng ta cũng hiểu rằng cốt top 3 thì nó không thể mạnh mẽ như cốt top 1 được. Và điều kiện yêu cầu lấy học sinh nó cũng sẽ không khó như cốt top 1. Nên là thời gian để xin cốt top 3 thông thường chúng ta sẽ kéo dài khoảng 1 tháng. Thông thường là khoảng 3 tuần đến 4 tuần. Có những trường hợp đặc biệt thì có thể sẽ kéo dài đến khoảng gần 1 tháng rưỡi thì sẽ ra mã cốt. Nhưng nhìn chung ở thời điểm này thì
bởi vì đã qua 3 kỳ rồi, đến bây giờ kỳ tháng 12 và tập tới là kỳ tháng 3, thì nhìn chung thì tỷ lệ ra cốt top 3 hiện nay của MEP sẽ đạt khoảng 90% đến 95%, có những trường đạt 99%. Phần trả lời của chị Quỳnh thì chị có thể tóm tắt như sau. Dựa trên kinh nghiệm của mình thì chị cũng thấy rằng là trong thời gian gần đây thì đối với những trường top 1 thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy là một cái cụm từ rất là đúng, đó là visa siêu tốc đấy. Ví dụ như là các bạn nộp hồ sơ vào những trường cốt top 1, ví dụ như là Trung An, Thông X, Con Cúc. Bản thân như chị cũng có một người em cũng là mới đi du học vào kỳ tháng 9 vừa rồi thôi. Thì bạn ấy là tất cả khoảng thời gian từ khi bạn có invoice cho đến khi bạn hoàn thành hồ sơ, nộp hồ sơ sang trường để nộp vào cục, một tuần thôi chị Bình ạ. Thực ra thì không phải vì bạn ấy là người em của chị mà chị làm việc ở trong ngành mà mình sẽ được ưu ái hơn đâu, mà tất cả các bạn cùng đợt sẽ là như vậy. Thì đây là một ví dụ thôi, là nếu mà em đi trường cốt top 1 kể từ sau khi mà em hoàn thành xong tất cả các thủ tục theo yêu cầu của trường, thì trường cầm bộ hồ sơ các bạn vào nộp và dựa trên cơ sở uy tín của trường thì visa đi rất là nhanh, chỉ mất khoảng một tuần thôi. Còn đâu là nếu mà chúng ta nộp hồ sơ theo diện là cốt top 3 thì thực ra một cách tóm tắt sau cái phần lý giải của chị Quỳnh ấy, thì nó sẽ nhanh hay chậm, nó sẽ phụ thuộc vào cục xuất nhập cảnh nơi trường đóng, và quan trọng hơn là khi mà cục xuất nhập cảnh đó xét nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Một đó chính là yếu tố uy tín của trường. Cái uy tín này thì sẽ dựa trên cơ sở như chị Quỳnh cũng phân tích từ ban đầu ấy, là từ quy mô rồi là về cả uy tín giáo dục, và quan trọng hơn nó là sẽ phụ thuộc vào cái việc đó là sinh viên Việt Nam hoặc là sinh viên quốc tế nói chung thực hiện các quy tắc ở theo quy định của pháp luật ở Hàn Quốc tại trường như thế nào. Nếu như trong cái kỳ kế trước mọi việc đều được thực hiện tốt thì đương nhiên trong kỳ hiện tại thì các bạn sẽ được hưởng lợi từ đó, là việc ra visa rất nhanh. Còn nó sẽ có những rủi ro hoặc là có những thời gian kéo dài hơn nếu như mà không may mắn là bạn đi vào trường cốt top 3 nhưng đột xuất là có những sự việc mà chúng ta không lường trước được. Ví dụ như là có sinh viên vi phạm các cái quy tắc tại trường cũng như là tại theo quy định của pháp luật Hàn Quốc nói chung, thì lúc đó đương nhiên những kỳ sau các bạn sẽ bị ảnh hưởng một chút, thậm chí là còn không ra được mã code đó. Thế nên rằng là chị muốn nói rằng là đấy, cái việc mà nhanh hay chậm chúng ta sẽ hiểu được là nhanh nhất thông thường các trường top 1 sẽ là một tuần, còn thông thường các trường top 3 thì sẽ dao động từ 2 tuần cho đến khoảng 4 tuần. Thì đó là thời gian trung bình. Thì đấy là một vài chia sẻ của các dành cho các bạn, là dựa trên cơ sở đó là kinh nghiệm mà chúng ta thấy là các trường ra như thế nào, và thứ hai nữa là cách mà chúng ta sẽ nhìn nhận vào trường, đặc biệt là đối với các trường top 3 mới cần phải nghĩ ngợi nhiều hơn thôi. Và trường top 1 thì đương nhiên rất là dễ rồi. Thì đối với trường top 3, cho nên rằng là thường thì các bạn sẽ hỏi là thế những trường nào là những trường uy tín hoặc là danh sách các trường top 3 chẳng hạn. Nhưng mà thực ra cái này ấy, thì đôi khi tư vấn cho các bạn trong tháng trước và đôi khi tháng sau thì nó lại không giống, không đúng nữa rồi. Bởi vì là nó sẽ dựa trên rất là nhiều vào kết quả học sinh Việt Nam hiện nay đang chấp hành pháp luật ở nước sở tại như thế nào. Thế nên là tại sao mà chúng ta cứ phải nhắc lại các câu chuyện mà chúng ta phải điểm danh lại các trường ấy, từng tháng một, thậm chí là từng tuần một chúng ta điểm danh lại, là bởi vì từ chính cái kinh nghiệm của tuần trước thì cục xuất nhập cảnh sẽ có những cái biện pháp đánh giá và nhìn nhận trường như thế nào. Thì đấy cũng là một điều mà khi mà chúng ta nộp hồ sơ đi du học và khi mà chúng ta chọn trường thì chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta sẽ đến với những câu hỏi tiếp theo nhé. Chị thấy rằng rất là nhiều các bạn học sinh yêu quý của MEP đã vào để chào hai chị. Chị sẽ chào qua một lần nữa. Ví dụ như là Việt, chào Việt nhá. Việt đang chắc là đã gần Việt xong cách ly của Dima rồi. Dương, chào Dương, chào Dương cũng ở Dima. Chào Bảo Ngọc, chào Châu Anh, chào tất cả các bạn học sinh, và đặc biệt là chào cả Hạc, chào bạn Trà, chào Vân. Và tất cả các bạn mà chị không thể đọc hết được tên ở đây. Có một câu hỏi của các bạn gửi đến, câu này chắc là rất phù hợp với chị Quỳnh này. Cho em hỏi là trong các bước xin visa mã code thì phần nào là phần quan trọng nhất ạ? Em cần đáp ứng điều kiện gì để xin được visa mã code? Em yêu thích trường Trung An ạ. Trung An thì bản chất là một trường tường thành, một trong những tường thành mã code top 1. Thực ra là nếu như đã được Trung An chấp nhận thì chị thấy trong lịch sử cũng chưa có một bạn nào có thể trượt visa được mã code được cả, kể cả bạn ấy có bao nhiêu tuổi chăng nữa, phải nói thật sự là như vậy. Thì nếu như thực ra cái điểm khác nhau thì giữa cốt, nếu mà cái điểm khác nhau này thì nó lại có một chút khác biệt nhé. Nếu như ở cốt top 1 thì điểm quan trọng nhất của cốt top 1 là bạn phải được trường nhận. Khi bạn đã được trường nhận rồi thì tất cả
cả những vấn đề khác đều không có gì quá quan trọng cả. Bởi vì đối với cốt thứ 1, nó là những tường thành mã cốt đó, thì bản thân những trường họ đã đứng ra được bảo lãnh về vấn đề visa của học sinh rồi. Đó, thì đối với những trường top 1 thì quan trọng nhất em phải được trường nhận, và sau đó thì tất cả những vấn đề khác đều khá là nhẹ nhàng. Nhưng đối với cốt top 3 thì điểm khác biệt lại, điểm quan trọng nhất là em phải chọn đúng được trường mà tỷ lệ ra mã cốt của họ luôn luôn đạt ở tỷ lệ cao. Điều đó thực sự là hơi là khó đối với những bạn sinh viên của chúng ta. Thế nên em cần có một đơn vị thực sự là công tâm và có kinh nghiệm để có thể tư vấn rõ ràng cho em. Nếu như cốt top 3 thì thực ra nó sẽ có những trường, thực ra trường nào cốt top 3 cũng bảo rằng, cũng nói rằng là họ có thể ra mã cốt. Nhưng sự thực khi làm trong ngành thì chúng ta sẽ hiểu rằng có những trường nào sẽ ra được cốt top 3 một cách ổn định trong 2 kỳ trở lại đây. Điều đó sẽ giúp cho cái tường thành mã cốt của họ vững chắc và an toàn. Nói thì lát nữa chắc là chúng ta sẽ phải nói qua về cốt top 3 này, bởi vì đây là một điều mà rất là nhiều những băn khoăn, những lo lắng và rất là nhiều những thông tin không chính thống. Vậy thì phần câu hỏi của bạn Hường thì chị tóm tắt lại, và sau khi mà chị Quỳnh đã chia sẻ với bạn, bây giờ khi mà bạn hỏi, bạn quan tâm nhất là trong các bước xin visa mã cốt thì phần nào là phần quan trọng nhất, thì đó chính là việc làm sao để chúng ta đảm bảo được cái yêu cầu đầu vào của cái trường mà chúng ta sẽ là sinh viên tương lai, và đó là trường sẽ bảo lãnh visa cốt cho chúng ta. Bởi lẽ là trong cái diện visa cốt thì điều quan trọng nhất đó chính là cái sự uy tín của trường, và trường có thuộc diện là thời điểm hiện tại thì có thể được cảnh đáp ứng được yêu cầu là cho trường đại diện cho sinh viên để có thể xin hồ sơ mã cốt cho sinh viên hay không. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta quan tâm tới visa mã cốt thì sẽ có hai diện là cốt top 1 và cốt top 3. Nếu như cốt top 1 thì điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường. Và khi chúng ta đáp ứng được các yêu cầu đầu vào của trường đồng nghĩa với việc là chúng ta đáp ứng được cả về điều kiện học vấn, độ tuổi, tài chính, những yếu tố mà ngôi trường đó đã có bước ở. Từ cái việc là họ xét tuyển, họ đã lọc sinh viên để đáp ứng, đôi khi là còn nghiêm khắc hơn cả các quy chế chung mà đại sứ quán hay là quân nhân cảnh thường là đưa ra. Cho nên là phải nói là một cái ý rất là hay của chị Hoa, đó là cái điều này khá là nghiêm nghị, là đó điển hình là kiêu nghi. Kiêu nghi điển hình với những gì mà chị Hoa vừa tóm tắt. Thực sự là Kiêu Nghi là một trường mà mặc dù top 3 nhá, nhưng yêu cầu để vào Kiêu Nghi sẽ khó tương đương với cốt top 1. Đó, để thấy rằng là cái điều chị Hoa tóm tắt để chị chỉ dẫn chứng một trường để thấy rằng, để các bạn thấy rằng là cái cụ thể. Bởi vì thực ra khi nghe qua câu của chị Hoa thì mọi người sẽ nghĩ là làm gì có chuyện đấy, chắc là các chị nói quá lên thôi, hay là học sinh của MEP quá tốt thì các chị nói như vậy. Nhưng mà không phải, đúng, Kiêu Nghi là một điển hình của việc là mặc dù ở cốt top 3 nhưng yêu cầu và phỏng vấn của họ khó ngang với cốt top 1. Đó là phần thứ nhất, quan trọng nhất. Phần thứ hai là em cũng lưu ý một chút là liên quan tới cái điều kiện xét tuyển, thì kể đối với trường top 3 thì ngoài câu chuyện đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường thì chúng ta cần phải quan tâm đó là tại thời điểm hiện tại thì cái tỷ lệ ra mã cốt của trường như thế nào. Tức là chúng ta cũng phải biết được kết quả ra mã cốt của trường trong thời điểm hiện tại hoặc kỳ kế trước để từ đó có một cái quyết định đúng. Thì theo chị đó chính là bước quan trọng trong quá trình mà chúng ta xin visa mã cốt. Còn đương nhiên các tiêu chí khác thì chúng ta cũng có những cái bài phân tích rồi, nhưng mà đây được coi là hàng đầu, thì chị cũng muốn là đặt hai cái yếu tố trường top 1 và top 3 như vậy lên hàng đầu để các bạn dễ theo dõi. Chúng ta cùng trở lại với câu hỏi của các bạn. Bạn Phương Nguyên có hỏi là theo em tìm hiểu thì thời gian gần đây nhiều trường cốt top 3 gặp khó khăn trong việc xin visa mã cốt cho sinh viên Việt Nam. Vậy chị có thể cho em biết những trường nào đang xin visa mã cốt top 3 an toàn được không ạ? Điều kiện nhận sinh viên của các trường này như thế nào? Em cảm ơn chị. Chị nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là phù hợp để cho chị Quỳnh sẽ trả lời em. Vì chị Quỳnh thì cũng có kinh nghiệm, tức là ngay từ những ngày đầu khi mà visa mã cốt bắt đầu có chương trình ban hành ở đầu Việt Nam thì chị cũng đã đồng hành với nhiều khóa sinh viên rồi. Nếu như mà top 1 hoặc là top 2 thì thực sự rất là ổn định, và tỷ lệ visa thì chúng ta có thể khẳng định được là 100%. Thì đối với trường diện cốt top 3 thì đương nhiên là chúng ta phải có thời gian, mất rất là nhiều công sức để chúng ta có những cái sự kiểm chứng, từ đó rút ra được phần kinh nghiệm. Thì ở đây thì bạn Phương Nguyên cũng đã tìm hiểu rất là kỹ rồi, cho nên là bạn cũng hiểu được rằng là thời gian gần đây thì visa mã cốt top 3 gặp khó khăn khi mà cấp cho sinh viên Việt Nam. Thì bản chất là như thế này em này, trước khi mà chị còn phân tích những câu hỏi của em ấy, thì chị cũng sẽ trả lời như sau. Như chị nói ngay từ đầu, nếu như mà diện cùng là diện cốt nhưng mà top 1 thì rất là ổn định. Bởi lẽ là trường đáp ứng được tất cả các quy tắc để nằm vào trong danh sách top 1%. Có nghĩa rằng là cái tỷ lệ sinh viên quốc tế khi mà đến nhập học tại trường thì cái
khi mà các bạn sinh viên đó có tỷ lệ vi phạm dưới 1% thì trường đương nhiên là sẽ nằm trong cái danh sách đó. Chưa kể liên quan đến việc thứ hạng cũng như là các cái nội dung mà thực hiện của trường khi mà đáp ứng các cái quy chuẩn về giáo dục nữa. Đó, cho nên là khi mà bạn đến một cái trường chuẩn như vậy rồi ấy, thì đương nhiên là miễn là bạn không có những yếu tố giả mạo trong hồ sơ thì đương nhiên là bạn sẽ được cấp cốt và rất là nhanh với cái tốc độ siêu tốc đôi khi chỉ là một tuần thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đến với trường top 3 thì thứ nhất đó là rất là nhiều yếu tố. Đúng rồi, chúng ta cũng sẽ thấy là thứ nhất là cái vai trò, cái uy tín của trường một cách công bằng thì không thể nào mà so sánh với các trường top 1 được. Bởi vậy cho nên rằng là vừa xử lý hồ sơ và đồng thời là ra mã code cho các cái ngôi trường đó, cùng với cảnh đồng thời còn theo dõi cả quá trình là các trường tuyển sinh như thế nào. Đúng sinh rồi, viên chấp hành ra sao, để từ đó thì họ sẽ có các cái kế hoạch điều chỉnh. Vì vậy mà thông thường thì đối với trường cốt top 1 là một năm chỉ thường là chỉ điều chỉnh một lần thôi. Vào thời điểm là tháng 2 hàng năm chúng ta vẫn hẹn nhau vào thời điểm cuối tháng 2 để chờ đón những quy định mới của đại sứ quán. Nhưng mà đối với diện trường cốt top 3 thì họ sẽ thay đổi theo từng kỳ. Chính và xác. Đặc biệt theo từng kỳ là dạ, theo từng kỳ và điều đặc biệt đó là trong quá trình thực hiện, kể cả là trong một kỳ đó, đúng nếu rồi. Có những sự việc xảy ra liên quan đến việc chấp hành của sinh viên thì họ cũng sẽ có điều chỉnh ngay tức khắc, thì đấy là một cái đặc điểm khác biệt. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ bạn ấy sẽ hỏi là chị có thể cho em biết những trường nào đang xin visa mã code top 3 an toàn thời điểm hiện tại được không ạ? Đúng chúng rồi. Ta ghi nhớ nhé, là giống như chị nói ban đầu, thời điểm hiện tại đôi khi chúng ta những câu trả lời của chị Quỳnh mình sẽ để trong thời gian đúng, đã là một tháng. Sau một tháng nữa chúng ta sẽ lại review lại chạy, trở lại chương trình để có thể là chia sẻ với bạn. Đấy, thực ra thì chị nhớ không nhầm thì cách đây khoảng hơn một tháng lắm, em cũng có một chương trình chuyên đề về code top 3. Đúng nhưng rồi. Ngày hôm nay chắc chắn là nó sẽ khác, danh sách của chị Quỳnh chia sẻ với các bạn sẽ nó khác là đó khác. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi phần phân tích các trường của chị Quỳnh nhé. Thực ra ấy, đối với cốt top 3 thì chị có một cái lưu ý này, chị nghĩ là rất là ít bạn sinh viên chú ý. Thì những trường cốt top 3 thì có chia ra làm hai nhóm trường. Thứ nhất là cốt top 3 của những trường mà được, nghĩa là những trường đại học hoặc là những trường cao đẳng mà được đại bộ giáo dục Hàn Quốc công nhận, thì bản thân đấy là những trường đại học được công nhận, thì những trường này sẽ ra cốt dễ hơn. Ví dụ cụ thể như ở trong lòng Seoul thì những trường được đại sứ được bộ giáo dục công nhận, ví dụ như là Nữ Sinh Seoul, thứ hai là Gwangun, đấy là những trường mà được bộ giáo dục công nhận, thì bản thân những trường này là những trường cốt top rất là mạnh. Thì trong chúng ta đã thấy rằng là học sinh của Nữ Sinh Seoul của chúng ta nếu mà xin cốt top 3 thì 100%, không có một bạn nào làm sao cả. Gwangun cũng tương tự như vậy. Đó, thì với điều kiện của, về điều vấn đề điều kiện thì đối với Nữ Sinh Seoul thì học sinh của MEP được ưu tiên hơn một chút, phải chia sẻ thật là như vậy. Thì chúng ta sẽ cần những bạn mà có điểm trung bình từ 6 phẩy trở lên và học tốt nghiệp không quá 2 đến 3 năm trở lại đây, và có một cái mục đích học tập rõ ràng là chúng ta có thể được nhận vào Nữ Sinh Seoul. Nên nếu như bạn nào muốn ở trung tâm Seoul thì có thể chọn Nữ Sinh Seoul nhé. Bởi vì thực ra đây là một tường thành mã code top 3 rất ổn định trong khoảng 3 kỳ lại trở lại đây. Tất cả, và đặc biệt là mặc dù là cốt top 3 nhưng Nữ Sinh Seoul lại ra mã cốt rất là nhanh, thông thường chỉ rơi vào khoảng 10 ngày đến 2 tuần là tất cả các bạn đều đã có mã cốt top 3 rồi. Gwangun cũng tương tự như vậy, nhưng Gwangun thì điều kiện nhận của họ khó hơn, bởi vì đây là một trong những trường rất là danh tiếng của Seoul, và cái quy mô của trường từ trước đến nay thì sinh viên của MEP rất thích được học chuyên ngành tại Gwangun. Rất là nhiều bạn khi trước đây, bởi vì trước đây là Gwangun top 1, bây giờ sau đó có top 2 và bây giờ thì rơi vào top 3. Tuy nhiên dù ở top nào thì Gwangun cũng tự cho mình có một cái vị trí riêng, và thậm chí là Gwangun là một trong những trường rất hiếm hoi là top 3 nhưng yêu cầu học sinh đóng 1 năm học phí và 3 tháng ký túc xá. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản được niềm khao khát của sinh viên MEP vào Gwangun. Đó là lý do tại sao mà trong kỳ tháng 3 này MEP có rất là nhiều bạn chọn Gwangun để học cho cái kế hoạch học tập lâu dài của mình. Đấy là những trường ở trong lòng Seoul. Những trường ở rìa Seoul thì phải nhắc tới mà lần này thì chúng ta có để bổ sung thêm một anh tài nữa, đó là học viện, đó là trường đại học kỹ thuật và truyền thông Seoul, hay gọi là trường Smith. Thì trường này bản chất thì nhận sinh viên của MEP không quá khó khăn, những bạn có điểm có trung bình, tuổi trung bình từ 95-96 và có mục đích học tập rõ ràng nhé, chị phải nói rõ là như vậy, thì cũng đều có cơ hội nhận. Và tỷ lệ hiện nay visa mã code của nhóm trường này là 99%, rất là cao. Hết khu vực trong lòng Seoul rồi thì chúng ta sẽ điểm danh những anh tài ở khu vực ngoài Seoul. Đầu tiên phải kể đến là trường đại học Anyang. Đảo Anyang thì cách Seoul khoảng 45 phút đi vào trung tâm Seoul, và trường này thì bản chất là có là trường khá là lâu đời, và trường có một cái là cái khoa tiếng của trường khá là vững mạnh. Đó là lý do tại sao mà trường này tỷ lệ visa đang rất là tốt. Thực ra trường này lấy không nhiều nhé, một
kỳ của họ, họ chỉ lấy khoảng 15 đến 20 sinh viên thôi. Đó là lý do tại sao mà trường này thì ra mã cốt rất là ổn định và chưa có bất cứ một vấn đề gì cả. Tiếp theo, một trường ở rìa Seoul mà chúng ta cần nhắc tới, đó là một anh tài mà rất nhiều sinh viên của MEP mơ ước đến học, đó là trường Gyeonggi. Trường này thì bản chất là top 3, tuy nhiên Gyeonggi lại lựa chọn học sinh khá là đặc biệt, chứ không phải là sinh viên nào họ cũng nhận nhé. Sinh viên của khi mà được nhận Gyeonggi phải có điều kiện như sau. Bản chất là Gyeonggi thì thích nhận những sinh viên miền Bắc hơn, Bắc Đà Nẵng hay là miền Nam hơn, và họ cho rằng tỷ lệ của họ sẽ là 70-30, nghĩa là họ sẽ nhận 70% sinh viên khóa đó là sinh viên miền Bắc và miền Nam, và 30% là các bạn miền Trung. Và những bạn miền Trung, thực ra mình MEP có hai bạn miền Trung vừa rồi được nhận đó, nhưng mà các bạn này đều là những bạn mà còn nói rất là tốt, biết tiếng Hàn, chuẩn bị rất là tốt. Đúng rồi. Thế nên là nếu như bạn nào muốn học Gyeonggi thì nhận các bạn sinh viên chỉ tuổi từ 2000 đến 2002 thôi, chứ không nhận hơn, và điểm trung bình của các bạn phải từ 7 trở lên thì Gyeonggi mới nhận học sinh. Đó. Thì đi ra khỏi khu vực Seoul và rìa Seoul thì khu vực đến khu vực Daejeon thì có một trường gọi là trường cao đẳng kỹ thuật Daejeon hay là học viện kỹ thuật Daejeon ấy, thì trường này bản chất ra được mã cốt nhưng lại yêu cầu rất khó. Phải nói là chỉ những bạn nào mà có người nhà cùng Daejeon, các bạn quá thích vào top 3 của trường này thì vào thôi. Bởi vì trường này yêu cầu học sinh từ 7 hoặc 6,5 trở lên nhưng lại yêu cầu một cái mức tài chính cực kỳ rõ ràng. Ví dụ như nếu như bạn muốn đi trường này thì gia đình bạn phải có đăng ký kinh doanh hộ cá thể, nghĩa là phải có một cái tài chính rất là chứng minh rõ ràng, tương đến với cô top 3 rồi, top 1 đấy. Thì đó là những trường top 3. Còn dịch xuống nữa, nếu như ở khu vực Daegu thì bạn có thể có những trường như là Daegu Health, nghĩa là trường y tế cao đẳng y tế Daegu, thì trường này cũng ra mã cốt rất là ổn định. Tuy nhiên thì kỳ này thì trường lại không nhận học sinh miền Trung. Đó là ở khu vực miền Trung thì có ít, khá là ít trường ra được cốt top 3 một cách ổn định. Đó thì phải nói thật là như vậy. Thì dịch xuống nữa thì ở khu vực Quang Châu hiện nay thì cái tỷ lệ ra cốt nó hơi ít một chút, nên chúng ta sẽ để lại và theo dõi tiếp. Và nếu như có những thông tin tốt thì chúng ta sẽ update sau. Chứ còn theo bảng số liệu hiện nay chị có thì các trường Quang Châu đang rất là khó để ra mã cốt được top 3. Tiếp xuống nữa, đến khu vực Busan thì chúng ta sẽ có hai trường có thể ra mã cốt, đó là trường Đại học Đông Uy thì bản chất giống như nước sinh Seoul và Quang Un, thì trường này bản chất là một trường mà được Bộ Giáo dục công nhận, nên là tỷ lệ ra cốt của họ tuy thời điểm này hơi lâu nhưng chắc chắn là sẽ ổn định đó. Và một trường bên cạnh là trường Jongnam thì cũng sẽ ra mã cốt đấy. Thì đấy là điểm qua những trường ra mã cốt top 3 ổn định ở thời điểm này, để cho các bạn có thể ghi nhớ và có những lựa chọn và suy nghĩ riêng. Thực ra chị nghĩ rằng là nếu như các em xác định đi tháng 6, bởi bây giờ chúng ta đang nói kỳ tháng 6 vì tháng 3 đã gần như là đã khép lại rồi, còn rất là ít trường thôi, thì đến thời điểm chị nghĩ là đến khoảng tháng 4 hoặc tháng 3, chị với chị Catalin sẽ lại tiếp tục có một buổi review những trường mà đang ra mã cốt ổn định. Bởi vì thực ra như chị Catalin nói ấy, thì đúng là cốt top 1 thì một năm mới thay đổi một lần. Nghĩa là một năm thì sứ quán mới review lại và xem đánh giá là trường đấy có được tiếp tục ở top 1 hay không. Nhưng top 3 thì đúng như chị Catalin đã nói thì nó sẽ thay đổi liên tục. Và việc của MEP cũng như là những công ty uy tín là cần phải liên tục theo dõi, follow và đánh giá những trường nào là những trường mà sẽ đảm bảo cái mức an toàn nhất cho sinh viên Việt Nam cũng như sinh viên của mình, dựa trên những yêu cầu khắt khe và những yêu cầu đúng và chuẩn để đưa ra được cái tỷ lệ tốt nhất cho sinh viên. Trong lúc chị Quỳnh trả lời với các bạn một cách rất là chi tiết về danh sách các trường ra mã cốt top 3 thời điểm hiện tại theo yêu cầu của các bạn, thì trong đó có phân tích kỹ là trường tên là gì, thời điểm hiện tại đang tuyển như thế nào, yêu cầu đầu vào nữa, thì chị thấy đấy là một phần trả lời rất là chi tiết rồi. Cho nên là chắc hẳn là nếu mà các bạn đang quan tâm tới trường mã cốt top 3 trong thời điểm hiện tại thì chắc chắn là các bạn là sẽ có được một cái đáp án, một cái sự lựa chọn cho bản thân mình. Mà theo như em nghĩ thì cái danh sách này sẽ vẫn áp dụng đúng với tháng 6, bởi vì tháng 3 đã khép lại rồi và những gì xảy ra và những gì được điều chỉnh thì đã vừa điều chỉnh xong, nên em nghĩ là đến thời điểm tháng 6 thì danh sách này nhìn chung là sẽ vẫn đang là một cái lựa chọn tốt cho tất cả các bạn. Trong lúc chị Quỳnh tư vấn thì có nhận được một số câu hỏi các bạn quan thân thì có nói rằng là bên chị có một bạn hướng dẫn tóc ngắn tên Dung, không biết là có người yêu chưa ạ? Đấy chắc là cái này chắc là phải liên hệ riêng với Dung vui, đúng không? Câu hỏi vui thôi, em chắc chắn là sinh viên của du học MEP đúng không? Hoặc là nếu mà các bạn quan tâm tới du học MEP và cũng thấy rằng là thực ra thì tuần nào MEP cũng có rất là nhiều đoàn bay, cho nên rằng là cái việc mà gặp các bạn
ở của du học MEP mà đưa sinh viên ở trên sân bay Nội Bài hoặc là sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta là hình ảnh thường xuyên ở trên đó, thì MEP với tấm biển màu hồng thì đôi khi cũng có thương hiệu ở trên sân bay rồi. Thế chị nghĩ rằng em chắc là một bạn sinh viên cũ ở du học MEP, tại vì thời điểm này thì chị là ở công tác ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn, có thể là chị cũng sẽ không nhớ được mặt hết tất cả các bạn sinh viên, nhất là các bạn lại dùng nick Facebook nữa, nhưng mà chị đoán chắc là em là một trong những sinh viên của du học MEP và đã được các chị ở du học MEP là hướng dẫn tại đầu sân bay rồi, cho nên là rất là nhớ. Trong đó thì có một gương mặt rất là thân quen của du học MEP, tóc ngắn như mà em mô tả. Cảm ơn em đã theo dõi chương trình nhé. Câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Nhật Nguyễn thì có hỏi là mùa dịch này thì đi học kỳ tháng 3 đến kỳ tháng 6 thì có bay được không ạ? Câu hỏi của Nhật Nguyễn thì chị xin trả lời như sau. Thực ra thì chúng ta đã có một năm thực sự là cả thế giới cùng phải chung tay với nhau, và chúng đúng ta rồi. Đã phải rất là dũng cảm để có thể vượt qua tất cả được những cái sự biến động đó. Đôi khi thì họ nói là biến cố, nhưng mà thôi mình sẽ dùng từ biến động cho nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên trải qua tất cả cái khoảng thời gian cả thế giới đồng lòng với nhau như vậy, thì một điều mà chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng đã vươn lên một cách rất là mạnh mẽ rồi. Chúng ta cũng có rất là nhiều những tin vui từ bên y học, cho nên là chúng ta hoàn toàn có niềm tin vào năm 2021 mọi sự thực sự nó sẽ khởi sắc hơn rất là nhiều. Thời gian vừa qua đôi khi rất là vui chị Quỳnh ạ, đó là cả thế giới năm nay bỗng nhiên là có xem cả chiêm tinh nữa. Tức là mọi người muốn ngoài cái câu chuyện chúng ta nói về khoa học, về y học, thì mọi người thậm chí còn cả xem cả chiêm tinh để xem là 2021 thì thế giới sẽ như thế nào. Thì những vì sao sáng mọi người sẽ trong thiên văn học, thì mọi người sẽ thấy là năm nay thì cũng có một cái sự quy tụ, nên là mọi người cũng dự đoán là 2021 thực sự rất tươi sáng. Nhưng quan trọng hơn cả những câu chuyện mà như chị vừa có chia sẻ, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là y học các nước đặc biệt như của Việt Nam của chúng ta như vậy thì cũng đã rất là tốt và có những tín hiệu đáng mừng rồi, cho nên là chúng ta cũng không phải lo lắng gì nhiều. Thế còn đâu trong cái năm 2020 vừa qua, Nhật Nguyễn biết đâu là ngay cả những thời điểm được coi là căng thẳng nhất khi mà bắt đầu cái mùa dịch đó, thì Hàn Quốc thì chưa bao giờ đóng cửa đối với sinh viên Việt Nam cả, cho nên rằng là các bạn vẫn có thể là nhận visa và được học bình thường. Tuy nhiên có một điều là chúng ta phải công nhận với nhau, đó là năm nay thì đương nhiên cái việc xét visa tuyển sẽ lựa khó hơn một chút. Đúng rồi, tuyển lựa học sinh kể cả đầu vào của trường nữa cũng sẽ chặt chẽ hơn rất là nhiều. Cho nên rằng là nếu như mà em có kế hoạch đi du học vào kỳ tháng 3 và kỳ tháng 6 thì em cứ yên tâm là hoàn toàn mình có thể bay được. Cái này thì tất nhiên là trong tương lai thì chúng ta không thể nào biết trước được cái quy định của pháp luật trong thời điểm đó, nhưng mà thực sự là dựa trên cái cơ sở là một năm vừa qua thì chúng ta cũng biết là Hàn Quốc cũng phòng chống dịch rất là tốt, đúng cũng rồi. Được coi là một trong những phải nói rằng là MEP đã làm du học khoảng hơn 10 năm rồi, phải đến 12 năm, nhưng chưa bao giờ có những cái thay đổi đặc biệt như thời điểm rồi. Và thực ra Hàn Quốc MEP đã làm trong khoảng hơn 5 năm, nhưng và đây là năm đầu tiên, và cũng là nghĩa là khó để có một cái năm tương tự như vậy, là có quá nhiều biến đổi, có những biến đổi nó xảy ra từng ngày một. Và tuy nhiên vượt lên tất cả những điều đó thì du học MEP, thậm chí kỳ tháng 3 là kỳ rất là khó khăn, kỳ tháng 6 sau đó thì đến kỳ tháng 9, nghĩa là liên tục có những thời điểm bùng dịch. Tuy nhiên có một điều tuyệt vời, đó là Hàn Quốc chưa bao giờ đóng biên, và chính điều đó thì chỉ cần các em đảm bảo được cái quy trình cách ly của họ một cách tuyệt đối, cũng như chúng ta đảm bảo được các yêu cầu của bên trường cũng như bên cục, thì tất cả học sinh của MEP đã đều đến Hàn Quốc một cách thuận lợi, và đến nay gọi là an toàn gần như là đến tuyệt đối. Vừa rồi thì có một câu hỏi chắc là của một phụ huynh đúng không? Phụ huynh thì có hỏi là em ơi, có hơn 20 du học sinh bị nhiễm Covid thì có ảnh hưởng gì không em? Trong cái tháng đầu tháng 12 thì chúng ta cũng có nhận được cái thông tin là có một trường ở khu vực phía Nam thì cũng có cái hiện tượng đó là sinh viên sống trong cùng ký túc xá thì bị nhiễm. Thì thực ra đến thời điểm hiện tại thì bên Hàn Quốc cũng đã nỗ lực và để có thể xử lý tất cả những vấn đề, xử lý tất cả những cái đó. Cho nên rằng là thời điểm hiện tại thì tình hình sức khỏe và các thứ của em thì rất là ổn. Có điều đặc biệt thì thực ra đây không phải là lây nhiễm trong cộng đồng nhà trường, bản chất đấy là các bạn, đây là một trường cao đẳng nghề, và thực ra là các bạn sinh viên này thì lại vô tình là tất cả mọi người đều làm chung ở một nhà hàng ở ven biển, và chính vì vậy mà các bạn nguồn lây nhiễm lại chính là ở trong cái nhà hàng nơi mà các bạn làm việc, chứ không phải là nguồn lây nhiễm trong trường. Đây cũng được Hàn Quốc đánh giá là
cái sự kiện đầu tiên, tức là có liên quan đến sinh viên quốc tế. Tức là trước đây thì chưa có tiền lệ trong suốt năm vừa rồi, và thực ra sinh viên của chúng ta cũng rất là an toàn trong cái vấn đề là quá trình học. Duy chỉ có trường hợp như chị vừa có nói thì đây là trường hợp mà sinh viên đã bị nhiễm trong quá trình đi làm ở nhà hàng ven biển, có thể là từ du khách hoặc là trong cái môi trường nhà hàng của mình. Có điều rằng là thời điểm hiện tại thì tất cả những cái khâu mà hỗ trợ sinh viên cũng như là chữa bệnh cho các bạn thì đã được tiến hành một cách rất là kịp thời rồi. Cho nên là từ cái nguồn lây đó thì từ cái nguồn đó cũng không có sự lây nhiễm tiếp theo ở trong cộng đồng các bạn du học sinh của trường, trong một cái trường cao đẳng nghề này. Cho nên là như vậy thì thời điểm hiện tại em cũng thông tin để cho chị có thể biết được và hoàn toàn yên tâm. Có bạn Nguyễn Văn Hoàng cũng đang xem. Có bạn Trang. Trang có nói rằng là chào các chị ạ, chị có thể giới thiệu về trường Đại học Techin, và em tìm hiểu thì có rất ít thông tin về trường này. Thực ra Techin thì bên MEP thì có rất là nhiều sinh viên đã học ở kỳ trước, tuy nhiên thì kỳ này thì Techin nó nằm ở top 2. Tuy nhiên bản chất trường này là một trường thì cơ sở vật chất và tất cả mọi thứ chính sách của các thầy cô đối với sinh viên rất là tốt, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì trường này bản chất hiện nay thì hơi khó ra visa một chút, vì có một số những cái biến cố nhất định của trường này trong thời gian qua. Thì nếu như em thực sự quan tâm trường này thì MEP sẽ inbox riêng, bởi vì nó có những thông tin mà mình chỉ có những người trong ngành mới hiểu rõ nó như thế nào. Thì nhưng bản chất đây là trường top 2, nên là nếu như em học tiếng tốt và chuẩn bị sẵn sàng thì em hoàn toàn có thể phỏng vấn vào Techin, không vấn đề gì em nhé. Chào bạn Vân Anh là sinh viên của du học MEP, hiện nay đang ở Hàn Quốc. Chào bạn Thủy Vân cũng đang xem chương trình và thả rất là nhiều tim. Thái Bá Tuyên. Thầy Bá Tuyên là đang học tại trường Daegu, gọi là Daegu Hao ấy, trường cao đẳng Y Daegu. Cũng là trường cốt top 3 đấy. Daegu này thì bạn lúc đấy bạn sẽ đi bạn đi thời điểm trước đây rồi. Câu hỏi bạn Nhật, sau khi mà được chị trả lời, bạn Nhật có hỏi thêm là mùa dịch này các trường có hỗ trợ về việc làm thêm không ạ? Thì liệu công việc có thể bị thu hẹp lại không? Hay gia đình phải hỗ trợ tiền qua hàng tháng? Câu này em sẽ trả lời. Mời chị Quỳnh. Câu này Nhật như thân mến nhé, thì bản chất ở Hàn Quốc ấy, nếu đúng theo luật thì các trường không hỗ trợ về việc làm, kể cả trường nào đi chăng nữa. Tuy nhiên có một số những trường đặc biệt, nghĩa là họ thấy rằng cái việc làm thêm này sẽ giúp sinh viên thứ nhất là trang trải một phần học phí, một phần sinh hoạt phí, và thứ hai là sẽ giúp sinh viên có thể tiếp xúc với bên ngoài. Thì nếu như em muốn đi những trường như vậy thì có thể nói chuyện với MEP, thì MEP sẽ định hướng cho em những cái trường cụ thể như vậy để em có thể lựa chọn. Chứ về cơ bản thì ở Hàn Quốc không giới thiệu việc làm như ở Nhật. Đấy, đây là điểm khác nhau. Cái câu này thì chị cũng mở rộng thêm Nhật nghĩa một chút. Du học MEP thì cũng có làm du học Nhật, cho nên là cũng rất là hiểu là khi thông thường thì các bạn tìm hiểu về chương trình du học thì các bạn hay so sánh giữa chính sách các nước với nhau. Thực tế thì chúng ta phải phân biệt rõ là quy định của Hàn Quốc hoàn toàn khác so với quy định của Nhật Bản. Nếu như mà du học Nhật Bản, khi mà các bạn đến là các bạn chưa học ở trong trường đại học đâu, mà các bạn sẽ là học ở trong môi trường của một trường học viện Nhật ngữ, và thông thường là quá trình học của các bạn sẽ là kéo dài là 2 năm 3 tháng, đó là cái thời gian học tối đa. Thì trong quá trình này thì các trường học viện Nhật ngữ thì có, để mà có thể thu hút được sinh viên, thì có cái dịch vụ là giới thiệu việc làm cho sinh viên. Và bản chất thì theo luật của Cục xuất nhập cảnh ấy, thì khi bạn nhập cảnh đến Nhật Bản là các bạn đã có một cái thẻ ngoại kiều, và trong đó thì nó đóng một cái tem cho các bạn để thể hiện rằng là các bạn được đi làm thêm 28 giờ trên một tuần rồi. Thế nhưng mà đối với Hàn Quốc thì quy định lại khác hẳn. Ở đầu Hàn Quốc thì theo như quy định của Bộ Giáo dục cũng như là của pháp luật nước sở tại, thì họ thấy rằng là để cho sinh viên có điều kiện học một cách tốt nhất thì việc cần thiết đó là sinh viên sang bên trường sau 6 tháng thì lúc đấy mới có thể có việc làm. Còn ngoài cái câu chuyện 6 tháng ra, thời điểm những năm vừa rồi thì có một số điều chỉnh. Ví dụ như là ngoài điều kiện 6 tháng thì cần thêm một số yếu tố như tỷ lệ chuyên cần, như việc là bạn phải có đủ đáp ứng được điều kiện topic 2 thì từ đó các bạn mới có thể đi làm được. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn nhận cái việc là việc làm thêm ở du học Hàn Quốc, chúng ta lại thấy rằng là cũng có những cái điều thực ra là chị thấy là vừa chặt chẽ nhưng vừa tích cực. Bởi vì giúp cho sinh viên là ít nhất là có 6 tháng bạn tập trung trong quá trình học tiếng. Khi bạn tập trung học tiếng như vậy thì bạn có một cái nền tảng để sau này bạn vào đại học bạn vừa có học bổng. Thứ hai nữa là lúc đấy bạn đi làm tiếng cũng đã rất là tốt thì bạn có thể có nhiều lựa chọn công việc tốt.
nếu mà đi du học Hàn Quốc thì chúng ta sẽ thấy là các bạn sẽ có những công việc rất là tốt. Đúng. Ví dụ như là hôm vừa rồi thì chị có thấy được cái bức hình rất là đẹp của bạn Công Phùng, là một trong những sinh viên của Jobmed, thì học tại Đại học Trung An. Vừa rồi thì bạn vừa học chuyển tiếp lên thạc sĩ của trường Đại học Samsung đấy chị Bình. Ừ. Đó thì Công Sang thì cũng có một cái quá trình học đầy trải nghiệm. Bạn với cái vốn tiếng Hàn của mình thì bạn cũng đã được làm trong một trong những cái hệ thống, những nhà hàng và chuyên cà phê. Bạn đứng ở vị trí là thu ngân rồi. Đó thì thực ra là cái mức lương như vậy thì sẽ rất là tốt, ổn định. Đó thì việc mà chúng ta có được quá trình học tốt rồi là tìm kiếm một công việc ổn định, mức lương cao và có cơ hội được, mình nói một cái từ vui hơn đi, là phô diễn cái khả năng tiếng Hàn của mình thì nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều hơn là việc là chúng ta chỉ chăm chăm là đi làm những công việc phổ thông. Đúng rồi. Còn thực tế cũng không hiếm những trường như chị Quỳnh nói ngay từ ban đầu ấy, là có thể ở một số thành phố, đúng một rồi. Số tỉnh nhất định là để có thể hỗ trợ sinh viên, hoặc họ cũng hiểu là sinh viên có thể trong những thời điểm hiện tại có những cái khó khăn thì họ có hỗ trợ, nhưng đa phần thì đều không phải là những trường nằm trong lòng các thành phố lớn. Đúng rồi. Đó thì để có thể hỗ trợ sinh viên thì họ sẽ hỗ trợ những sinh viên những công việc để cho các bạn có thêm cái sự trải mà nghiệm. Thực ra cái những sự hỗ trợ này thì về cơ bản nó mang tính là thực hành nhiều hơn. Đúng vậy. Và đúng gọi là mức lương được trả để thực hành. Đúng thì vậy. Sẽ nhưng có mà một các bạn vẫn phải đáp ứng các quy định như đúng chị nói rồi, ban đầu. Chính xác. Thì những cái điều này thì có lẽ là nếu như mà em muốn thì em có thể inbox riêng, bởi vì cái này nó có từng trường cụ thể và từng thời điểm thôi, chứ không phải là lúc nào cũng sẽ như vậy. Trong lúc đó thì bạn Vi Trần có hỏi là chị ơi, tháng này phỏng vấn đại sứ quán có gắt không ạ? Tức là lúc nãy thì bạn thấy rằng là chúng ta nói là chúng ta sẽ rất cập nhật thông sinh. Tin về các cái trường có top 3 chẳng hạn, thế bây giờ bạn cũng muốn cập nhật luôn cả về vấn đề là phỏng vấn đại sứ quán nữa. Thì câu trả lời của chị như sau em này. Thực ra khi mà chúng ta đi trường top 2, thực ra là chúng ta đã lựa chọn những trường nằm trong danh sách các trường chứng nhận rồi. Và khi mà em có một bộ hồ sơ thực sự là phù hợp, thứ nhất, cái này chị nói là phù hợp để đi diện trường top 2 ấy, thì em cũng không phải lo lắng bất kể là tháng nào đâu. Bởi vì thực tế chị cũng thấy là sinh viên chúng ta thì sau buổi phỏng vấn hoặc là trên các hội nhóm đấy thì các bạn đều có chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng mà thực ra đây là sự chia sẻ dưới góc nhìn cá nhân thôi. Đúng rồi, góc nhìn cá nhân của từng bạn. Đúng chứ rồi. Không phải rằng là nó lại là một cái sự tổng kết. Đúng. Chị nghĩ là như vậy. Cho nên là cũng giống như là chúng ta vừa làm một bài kiểm tra đấy bạn Vi Trần. Sau khi mà em làm bài kiểm tra ở lớp xong, chắc chắn là kết thúc buổi kiểm tra có bạn nói là dễ, đúng có rồi. Bạn nói là khó. Chính xác. Hoặc là chúng ta thì thấy là giám thị này rất là dễ chịu mà giám thị kia lại chưa dễ chịu. Có chuyện ngoài lề. Nhưng mà tất cả lý do đó là vì không chịu học ra. Đúng rồi, thì câu chuyện vẫn là yếu tố cá nhân. Yếu tố cá nhân khi mà các bạn ra một cái tổng kết như vậy. Chị thì chị thấy như sau. Trong suốt cái quá trình 3 tháng gần đây thì các bạn sinh viên của du học MEP khi mà lựa chọn đi các trường top 2, và thực ra thời gian vừa rồi chúng ta cũng thấy là có một sự chuyển dịch rất là tuyệt vời của các bạn. Trước đây năm 2019 trở về trước thì danh sách các trường có top 1 rất là nhiều. Đúng rồi. Cho nên rằng là cái lượng mà các bạn lựa chọn trường top 2 thì rất là ít. Nhưng mà năm nay thì khi mà cái lượng mà top 1 năm nay thì rút xuống rất là ít, chỉ bằng 1/5 so với năm ngoái thôi, thì các bạn có sự chuyển dịch đến là trường top 2. Mặc dù hôm nay chúng ta nói về visa code, nhưng mà nhân câu hỏi của Vi Trần thì chị cũng sẽ chia sẻ đấy là một sự chuyển dịch chị nghĩ là tuyệt vời. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta đã đi trường top 2 rồi đồng nghĩa việc là chúng ta phải học chuẩn thực sự bị rất, là nghiêm túc. Rất là nghiêm túc. Và chúng ta cũng chuẩn bị bộ hồ sơ thực sự kỹ càng nữa. Thì như vậy xưa nó cho các em rất là nhiều kỹ năng, cả về kỹ năng chuẩn bị thực hành hồ sơ, đến cả cái kỹ năng là luyện tiếng Hàn trước khi đi nữa. Cho nên rằng là nếu mà em chuẩn bị tốt, thời gian vừa qua thì MEP chứng kiến có rất nhiều bạn đã bắt đầu có tìm đến những trường thực sự là những ngôi trường hàng đầu. Nó là một trong những cái điều mà chị thấy là nó là thực dụng trong cái quá trình, tức là rất là thực tế. Chị dùng từ thực dụng thì không đúng mà là thực tế. Trong đó thì có những ngôi trường hàng đầu như là trường đại học Samsung hay là trường đại học Hansang, là những cái trường mà rất là uy tín, hoặc là ngay cả như là trường đại học quốc gia Seoul. Đúng rồi. Đó thì đấy là những trường thực ra là rất là hàng đầu. Thứ hai nữa là các bạn có thể lựa chọn một, đó là ngành nghề mà theo đúng mong muốn của mình. Đúng. Thứ hai đó là bạn có thể lựa chọn là những trường có những mức học phí phù hợp nhất với bản thân mình. Cho nên rằng là khi mà các bạn có những lựa chọn như vậy, các bạn chuẩn bị kỹ, thì trong cái kỳ tháng 12 vừa qua, đợt vừa rồi là sinh viên của MEP đã bay xong hết cái đoàn đấy rồi, thì là các bạn đều có visa một cách rất là trọn vẹn, và không có một trường hợp nào top 2 bị rớt hoặc là bị bác bỏ visa cả. Cái điều này thực ra chị không dám nhận rằng là ngoài cái
tất cả những cái thành tích đó là do MEP làm hồ sơ tốt. Thực sự là không phải như vậy, mà một cách công bằng thì phải nhìn nhận đó là có công sức của rất nhiều thầy cô và công sức của đặc biệt là của bạn sinh viên đó khi mà chuẩn bị hồ sơ nộp đi. Không ai có thể giúp chúng ta ngoài việc đó là chúng ta cùng nỗ lực. Về phía công ty thì sẽ giúp cho các bạn là có một bộ hồ sơ thực sự hoàn thiện nhất, đáp ứng yêu cầu của đại sứ quán, và các bạn không phải đi lại lại nhiều lần. Chúng ta chuẩn bị một lần là hoàn thiện, và đó là một bộ hồ sơ rõ ràng. Nó cho thấy điểm sáng trong cái hồ sơ của bạn như là mục đích học tập, kế hoạch học tập, điều kiện tài chính của gia đình từ chính nền tảng thông tin các bạn đang có. Còn để mà các bạn có một cái buổi phỏng vấn thành công và hoàn thiện để có visa ở đại sứ quán khi mà các bạn đi trường quốc tốt 2 thì điều quan trọng nhất là khâu chuẩn bị của các bạn. Qua hôm nay thì cũng đã là những ngày đầu năm mới rồi và năm 2020 kết thúc. Nhân câu hỏi của Vi Trần, nếu như mà các bạn du học sinh MEP đang xem, hoặc là đặc biệt là các giáo viên cũng đang theo dõi chương trình này, thì thực ra thì MEP cũng phải gửi lời tri ân cảm ơn tới các cô giáo đã đồng hành với các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cái sự nỗ lực của rất là nhiều các bạn sinh viên khi chúng ta đã yêu mến trường top 2 và chúng ta quyết định là lựa chọn một cái quyết định rất là dũng cảm. Thực sự phải là rất là dũng cảm, bởi vì tất cả những các bạn trường top 2, MEP thấy rằng là các bạn tìm hiểu rất là kỹ. Phải nói rằng thời điểm này của MEP phải đến 70% các bạn chọn trường top 2. Và các bạn khi mà chị tiếp xúc với các bạn top 2 thì có một đặc điểm là các bạn đều có mong muốn là khi học tiếng các bạn sẽ học lên chuyên ngành luôn. Đó là lý do là con đường dài, mà chị nghĩ là chính vì cái niềm đam mê đó, chính cái nhiệt huyết đó đã truyền lại cho những, nghĩa là đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ, và là đã cảm nghĩ là khi bạn phỏng vấn thì bạn luôn nói được lên cái niềm khao khát đó. Đó là lý do tại sao mà chị nghĩ rằng là hầu tất cả các sinh viên của MEP đến thời điểm này đi top 2 các bạn đều phỏng vấn thành công, bởi vì chúng ta các bạn top 2 luôn luôn nỗ lực hơn rất là nhiều. Cái này thì chị cũng nói rõ là thực ra ấy, nói về mặt hỗ trợ các bạn thì các bạn có cả một giáo trình để luyện phỏng vấn. Đúng rồi. Thực sự nó vì sao, nó chính là cái đúc kết từ cái kinh nghiệm chúng ta hiểu là đại sứ quán muốn là sinh viên khi mà đi du học các bạn phải chuẩn bị kiến thức đến đâu. Đúng đấy rồi. Là điều quan trọng. Thì khi mà bạn đáp ứng đủ thôi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không e ngại gì đâu, nên đừng bao giờ có lo lắng là đợt này là phỏng đại sứ quán có phỏng vấn gắt hay không. Thực ra không có chuyện đó, mà quan trọng nhất là các cái quy tắc, các cái nguyên tắc về việc chuẩn bị chúng ta đáp ứng được làm chắc chắn là em sẽ thành công thôi. Đôi khi chúng ta cũng tham khảo nhiều quá, hoặc là cũng nghe nhiều bạn phản hồi. Những bạn phỏng vấn thành công thì bạn sẽ nói là đợt này phỏng vấn dễ lắm. Nhưng mà cũng có những bạn phỏng vấn chưa thành công thì bạn ấy sẽ nói rằng là đợt này phỏng vấn rất là gắt. Thì thực ra nó là yếu tố cá nhân, cho nên là nếu mà Vi Trần có quan tâm tới trường top 2 thì em cứ tự tin mạnh dạn và dành khoảng thời gian tối thiểu là 4 tháng để học tiếng Hàn, để chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn một ngôi trường thực sự uy tín nhất nhé. Câu hỏi tiếp theo. Có chị thấy Trang tiếp tục hỏi là trường đại học Pukyong ở cơ sở 2 ở Namya có nằm trong top 1 không bạn ạ? Hỏi trường Kyungpok chị ạ. Kyungpok ở xin lỗi. Kyungpok thì có ở cơ sở 2 có nằm trong top 1 hay không? Thì thực ra là trường này thì hiện nay không còn nằm trong top 1 nữa, nhưng mà trường này hầu như không nhận sinh viên Việt Nam, rất rất là khó, phải thật sự là như vậy. Còn nếu em muốn đi trường này thì em có thể liên lạc trực tiếp với MEP nhé, mọi người sẽ hướng dẫn em, bởi vì trường này bản chất là yêu cầu học sinh vô cùng khó, là như vậy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyên có hỏi là trước đây thì bạn em do không tìm hiểu kỹ đã nộp hồ sơ vào một trường bị hạn chế về visa, chính vì vậy mà hồ sơ của bạn ấy tự động bị đánh trượt chị ạ, mà chưa qua phỏng vấn. Cho em hỏi là bạn em có cơ hội xin visa mã code top 1 không ạ? Câu hỏi này thì chị Quỳnh chính là sẽ là người cho các bạn đáp án một cách chính xác nhất. Chỉ có điều trước khi chị Quỳnh trả lời thì chị cũng muốn nói với các bạn như thế này. Thông thường thì các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy là chúng ta hay nhắc tới top 1 là những trường nằm trong danh sách top 1% ra visa thẳng. Top 2 là danh sách những trường mà nằm trong danh sách các trường được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chứng nhận. Và top 3 là những trường thời điểm hiện tại có thể cấp code cho các bạn với điều kiện là các bạn phải mở tài khoản ở ngân hàng Hàn Quốc. Chúng ta thường là nhắc đến như vậy, nhưng trên thực tế ngoài ba cái diện trường chúng ta hay nhắc với nhau thì đúng là còn có những trường mà nó chẳng nằm trong top nào cả, là bởi vì đấy là những trường mà thực ra thì nằm ngoài cái danh sách chứng nhận, hoặc là thậm chí còn nằm trong danh sách hạn chế, bởi vì trường hoặc là sinh viên của trường thì cũng có những vi phạm nhất định. Cái này thì chúng ta cũng không bàn tới là vì sao mà trường lại nằm trong danh sách hạn chế, bởi vì mỗi một trường thì họ có một câu chuyện khác nhau. Nhưng mà trên thực tế nếu như mà đôi khi chúng ta lựa chọn trường chỉ vì một vài lý do là chúng ta có thể chưa đủ thông tin, các em chưa đủ thời gian tìm hiểu, hoặc là chúng ta sẽ tìm kiếm được một đơn vị mà
không thực sự công tâm hoặc là có tâm, dẫn đến việc là nộp cho các bạn vào những trường đó đôi khi chỉ rẻ hợp phí hơn một chút, thậm chí có thể là không rẻ, nhưng mà đôi khi chúng ta lại thấy rằng là có thể họ sẽ thuyết phục mình bằng việc là chi phí rẻ hơn một chút, dẫn đến việc là chúng ta rơi vào trường hạn chế, thì chắc chắn là hồ sơ của bạn sẽ bị đánh trượt và không cần phải trải qua một cái buổi phỏng vấn nào. Như là một trường hợp này thì chị rất là chia sẻ với em về cái sự việc đáng tiếc đó. Còn đâu việc là có cái cơ hội để mà đi visa top 1 hay không thì chị Quỳnh sẽ trả lời nhá. Thực ra là chị cũng phải chia sẻ với em, bởi vì là mẹ gặp rất nhiều các bạn từ các bên khác đến đây và có hỏi cái câu hỏi đó. Thì thực ra là các bạn có một đặc điểm là ở thời điểm đó ấy, nghĩa là chị nhớ là thời điểm tháng khoảng đầu năm của 2020 thì rất nhiều trường do tỷ lệ trốn của học sinh hoặc là do các vấn đề khác thì họ rơi vào top những trường gọi là những trường bị hạn chế hay là những trường nguy hiểm đó. Thì sinh viên đúng là khi vào những trường này thậm chí còn chưa được gọi lên phỏng vấn thì đã trượt rồi. Thế thì thực sự là cái điều rất là đáng tiếc. Và với những kinh nghiệm của MEP và những gì mà MEP đã làm thì đến thời điểm này những bạn mà đã đi những trường hạn chế đó thì nếu mà các bạn được các trường top 1 chấp nhận thì các bạn hoàn toàn có visa. Tuy nhiên nó chỉ có một số trường nhất định họ đứng ra bảo lãnh về vấn đề visa cho học sinh thôi. Vậy là vẫn có những cơ hội. Đúng rồi. Đến. Nghĩa là sẽ có những cơ hội nhưng cơ hội này không hề nhiều. Bởi vì thực ra có một số những trường là họ không nhận luôn á. Đúng rồi, bởi vì em biết làm sao, bản chất trường top 1 trong năm 2020 vừa qua thì thực ra là họ cũng không có thiếu học sinh rất nhiều. Đó, phải nói thực đúng từ là như thế là chứ không thể nói trường nữa. Thì ít quá. Đúng. Mà lượng sinh viên muốn vào trường top 1 thì lại rất nhiều. Cho nên là ngay cả việc là những cái hồ sơ, những học sinh mà đi theo con đường thẳng, tức là chúng ta hay thường nói với nhau là hồ sơ rất là sạch đó, thì rất là nhiều rồi, cho nên là nó cạnh tranh. Nếu mà trong trường hợp điểm của em mà thực sự xuất sắc và mình có thể đáp ứng được tiêu chí của một vài những trường mà họ có chấp thuận là bảo lãnh cho sinh viên. Và đặc biệt là MEP phải đứng ra bảo lãnh nữa. Đúng chứ rồi. Không phải là, bởi vì thực ra ấy, nếu như em chỉ khai đơn giản là em đã từng trượt một trường hạn chế rồi và em nộp hồ sơ thông thường thì các đơn vị thông thường sẽ rất khó để có thể đưa các em vào những trường top 1 đó. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có, thực ra MEP với những hồ sơ như thế chúng ta sẽ cần phải nói chuyện rất là rõ với các em, để bởi vì khi MEP đã viết một tờ gọi là bảo lãnh về học sinh đó thì học sinh đó chị phải chắc chắn về tính hợp pháp cũng như là mục đích học tập đến cùng của một học sinh tại một cái trường top 1, bởi vì nó là uy tín cũng như là danh tiếng của MEP tại trường đó nữa. Thì nếu như chị thấy rằng là em có một điểm số tốt, em có mục đích học tập thật sự và thời điểm đó là hoàn toàn em không hiểu biết và do quá trình sẩy chân thì chị hoàn toàn có thể đứng ra bảo lãnh. Nhưng cái này chị cần phải nói chuyện trực tiếp với học sinh để trước đưa ra một cái quyết định là MEP sẽ đứng ra bảo lãnh với từng trường hợp đặc biệt. Có bạn tên là Hanh, Hanh có hỏi là em ở khu vực miền Trung, bố mẹ em làm kinh doanh nhiều năm và điểm trung bình của em là 70, 75, 73 thì em có cơ hội đi được trường cốt top 1 không chị? Câu này thì chị xin trả lời em như sau nhé. Bởi vì thực ra đối với những trường cốt top 1 thì đúng là đến thời điểm này phải đến 90% các trường đều không nhận học sinh miền Trung. Cái này thì thực sự là một sự thiệt thòi cho các bạn miền Trung. Tuy nhiên thì nó là tình hình chung và chúng ta đành phải chấp hành cái yêu cầu của các trường thôi. Tuy nhiên thì 90% nghĩa là vẫn có 10% những trường cốt top 1 sẽ chấp nhận các bạn miền Trung. Nếu như em có một điểm số tốt như vậy và có cái việc học tập, nghĩa là có một cái tài chính, nền tảng tài chính rõ ràng thì rất là nhiều tường thành các trường mã cốt vẫn chấp nhận học sinh của chúng ta. Tuy nhiên nếu như là trường như thế nào, cụ thể như thế nào thì em có thể đến MEP và chị sẽ nói chuyện trực tiếp với em với những trường như vậy thì có phù hợp với mong muốn và học tập của em hay không, trước khi chúng ta bắt đầu vào lựa để có thể học tập và để đợi các trường có top 1 nộp hồ sơ vào những trường có top 1 nhé. Chúng ta cùng đến với những câu hỏi tiếp theo nhé. Chúng ta có bạn là Trà My từ trường Đại học Song Sinh có gửi lời chào. Chào em, chào Trà My. Trà My thì rất là đáng yêu và đây là một học sinh miền ở khu vực miền Trung nhưng mà bạn đã phỏng vấn rất là thành công với Đại học Song Sinh. Có bạn Hoàng Việt từ Học viện Nghệ thuật và Truyền thông Đông Nga. Hầu như số nào thì Việt cũng có tham gia và ủng hộ các chị. Cảm ơn em nhiều nhé và chúc em sẽ đón một năm mới tràn đầy niềm vui và thành công tại Học viện Nghệ thuật và Truyền thông Đông Nga. Hôm vừa rồi chị cũng có nhìn thấy hình ảnh của Việt chụp cùng với 6 bạn hot boy của giữa học MEP trong những ngày đầu tiên sau khi mà các em hết cách ly và đi dạo ở phố phường. Chúc cho các bạn thì có nhiều sức khỏe và chúng ta phòng dịch tốt và cũng có như quá trình học tập và gặt hái được rất là nhiều những thành công ở bên Hàn.
Bạn từ Thanh Yên có hỏi là chị có thể điểm giúp những trường mã cốt top 1 hiện nay được không ạ? Những trường mã cốt top 1 thì nó không nhiều nên là chắc là thời gian điểm nó sẽ không chị lâu như trường cấp 3. Top 1 thì chị sẽ điểm nhanh lại để cho các em nhớ, và hy vọng là một số những bạn nào còn băn khoăn là đấy có phải là trường top 1 thì lưu ý giúp chị nhé. Thứ nhất là những trường top 1 ở trong lòng Seoul thì có Trung An, Tường Thành Vững Chắc đầu tiên, thứ hai là Con Cúc, thứ ba là Hong Ích. Thực ra là sẽ có một số những trường như Myeongji hay là Thần Học Seoul. Tuy nhiên nó sẽ có một đặc điểm với hai trường này, Thần Học Seoul và Myeongji, thì họ sẽ yêu cầu là họ sẽ đặt ra một cái quy định khá là đặc biệt. Đúng rồi, quy định riêng là nếu như bạn muốn được ra được mã cốt thì bạn phải đặt 10.000 đô vào ngân hàng, nghĩa là case study. Đó, thì đặc điểm của nhóm trường này nó là như vậy. Nhưng họ vẫn là một trường cốt top 1 và tỷ lệ ra diễn cốt rất là mạnh. Tuy nhiên em cần phải có cái điều kiện đó. Còn Trung An hay Hong Ích hay là Con Cúc thì không có yêu cầu như vậy. Bạn chỉ cần qua được cái phòng phỏng vấn của trường thôi là bạn sẽ có được ghi tên mình vào mã cốt rồi. Nghe rất dễ nhưng mà rất là khó. Đây chị bảo là qua đấy, chị đã nói rõ một cái trò duyên rất kỹ rồi, là điểm quan trọng nhất của cốt top 1 là bạn phải được trường cốt top 1 nhận mà, đúng không? Đúng rồi, vì thực ra cái trường cốt top 1 đấy, tại vì để giữ được danh tiếng và thứ hạng của trường, họ đưa ra những cái đúng rồi, nên là họ sẽ có những nguyên tắc riêng. Ví dụ như là chị Quỳnh vừa nói là Thần Học Seoul hay là trường Myeongji thì họ có cách quản lý bằng cái việc là dựa trên cơ sở là các bạn phải mở sổ case study. Thế còn đâu là những trường khác thì họ không mở sổ, nghe thì rất là dễ đúng không? Nhưng mà thực tế thì trong cái quá trình mà tuyển lựa học sinh và chọn lọc thì họ lại để ý đặc biệt, thứ nhất là đến quá trình học tập của sinh viên, tới điểm số của các bạn, nó phải thực sự là cạnh tranh giống như là chúng ta tham gia một kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vậy. Chính xác. Ngoài ra thì trường cũng sẽ rất là chú trọng đến cả vấn đề tài chính nữa. Có nghĩa là đối với một bộ hồ sơ của những trường này thì họ đòi hỏi một sự toàn diện, đúng không chị Quỳnh? Đúng rồi. Học sinh toàn thực diện. Ra còn một yếu tố nữa, đó là bạn được giới thiệu từ công ty nào. Cái này rất quan trọng đối với trường cốt top 1. Bởi vì tại sao mà lát nữa chị sẽ nói tại sao mà Trung An lại rất yêu quý học sinh của MEC, tại sao mà Dima lại rất yêu quý học sinh của MEC, và tỷ lệ đỗ của các trường này luôn đạt 99%, thậm chí là 100%. Nhưng chị phải chia sẻ thật là để có được tỷ lệ này thì MEC luôn luôn ngày đêm phải nói chuyện với từng học sinh mà chúng tôi, nghĩa là chúng tôi giới thiệu vào, để đảm bảo là những học sinh này sẽ là những học sinh thực sự xuất sắc và là đại diện gương mặt cho MEC, chứ không phải là vì chính vì cái gánh nặng đó nên là các trường top 1 đánh giá rất cao là sinh viên đó từ công ty nào. Đó là lý do tại sao mà kể một câu chuyện vui bên lề bên ngoài đó cái là rất nhiều là đúng rồi, cái này chị phải nói thêm, đó là tại vì chúng ta lý do ấy là bởi vì dựa trên ngoài câu chuyện uy tín của các trường thì họ quan tâm tới cái việc là các công ty thực sự có uy tín đó họ đã đào tạo học sinh ra sao, đúng rồi, họ xác. Đã cho học sinh biết được gì như thế về nào, cụ thể về nhà trường, đúng các rồi. Quy định của pháp luật, để từ đó tức là học sinh gần như chúng ta hiểu là có một khóa tiền là du học đó, chính xác. Để cho các bạn hiểu được tất cả những cái nguyên tắc đó thì đấy cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Đúng rồi. Đi ra khỏi Seoul, chúng ta đi đến khu vực rìa Seoul thì có hai trường, hiện nay có ba trường thì đúng hơn. Thứ nhất là Si-hung ở học SNU, nghĩa là Đại học Quốc gia Seoul, nhưng mà chỉ ở cơ sở Si-hung thôi. Thì đây là cái, nếu như bạn nào muốn quan tâm đến cơ sở Si-hung này thì có thể inbox cho MEC nhé. Bởi vì đa phần sinh viên của MEC thì thích chọn ở trong lòng Seoul nên các bạn không chọn ở Si-hung nhiều lắm. Nhưng riêng bản chất ra mã cốt và ở khu vực Incheon, thì ở Incheon này còn có Chung-un nữa, thì ở Incheon, nhưng bản chất chị phải chia sẻ thật là ở Incheon thì bao giờ mã cốt mặc dù là cốt top 1 nhưng cũng luôn luôn khó, và có tỷ lệ rủi ro rất là cao ở khu vực Incheon mặc dù là cốt top 1. Đấy, chúng ta phải chia sẻ thật với các bạn là như vậy. Dịch xa một chút nữa, ở khu vực Yeongi thì đó có trường Lima, cái là Học viện Truyền thông Đông Á. Trường này bản chất là ở cách Seoul khoảng 45 phút, và tỷ lệ ra cốt của họ gần như là tuyệt đối trong 3 kỳ gần đây, chị Hoa nhỉ? Chưa có một học sinh nào có vấn đề gì cả với cốt, và thời gian rất nhanh. Rất là nhanh. Chiều ngày thứ 6 mà thông báo ra visa cốt với các bạn, mà các bạn ngạc nhiên mà là không thể tin nổi. Em mới được trường nhận mà nhanh như vậy à chị? Thông thường trường này để ra được mã cốt họ chỉ mất khoảng 5 ngày, 3 đến 5 ngày để ra mã cốt, và tỷ lệ mã cốt của họ gần như là tuyệt đối. Dịch xuống dưới thì hiện nay có một trường mà rất là nhiều sinh viên chúng ta thích, nhưng mà họ chọn cũng rất là khó, đó là Đại học Mukwon. Đó thì Mukwon thì ở khu vực Daejeon. Dịch xuống một chút nữa, nếu mà đi xuống khu vực Daegu thì hiện nay không có trường nào.
Quang Chu, Quang Chu thì thực ra là có đại học Quang Chu nhưng vừa rồi thì có rất là nhiều thay đổi và điều chỉnh nên là chúng ta không nói đến trường này nữa nếu là tỷ lệ ra cốt, bởi vì chúng ta chỉ đang nói đến tỷ lệ ra cốt mạnh. Dịch xuống nữa thì chúng ta hiện nay ở dưới khu vực Busan. Các bạn hay hỏi là Busan. Busan là rất là khó. Busan hiện nay chỉ còn mỗi Cosin thôi. Cosin thì hiện nay là ra, thực ra họ đã ngừng tuyển sinh vào kỳ tháng 9 nhưng kỳ tháng 12 thì đã tuyển lại và hiện nay ra cốt rất là ổn định. Đó. Tuy nhiên đầu vào của trường thì cũng rất là khắt khe. Đúng rồi, sau bởi vì quay trở lại. Trước đây họ nhận học sinh rất là dễ nhá, nhưng mà bây giờ thì họ nhận học sinh là tuổi không quá 2 năm và chỉ là các bạn miền Bắc thôi. Và điểm trung bình là từ 7 phẩy trở lên, nghĩa là một điểm rất là khó chứ không phải là không, và tài chính cần mạnh và thậm chí họ có những cái buổi để kiểm tra trực tiếp đối với gia đình của từng học sinh luôn ấy, để đảm bảo là học sinh sang bên kia tỷ lệ theo chuyên cần là tốt và thứ hai là học sinh không có gánh nặng về tài chính. Như vậy là chúng ta đã đi hết một vòng. Có một trường cuối cùng, còn một trường cuối cùng. Nhưng mà trường này thì rất là nhiều bạn, nghĩa là họ có quá nhiều thông tin không chính xác, nên qua đây chị cũng muốn nói với tất cả các bạn muốn đi thuyết một. Có một trường đó là Đông Uôn, nhưng mà đây là trường cao đẳng Đông Uôn, nhưng chị phải nói chia sẻ thật là trường này thì giống như thần học Seoul á. Thì nếu như em muốn đi trường này, muốn đi mã cốt thì em cần phải đặt 10.000 đô vào ngân hàng Hàn Quốc. Đó là cái mà đó là lý do mà rất là ít bạn chọn trường này, mặc dù nó vẫn là trường cốt tốt 1. Đấy là bản đồ cốt tốt 1 từ trên xuống dưới đã đủ rồi, mặc dù là chị nghĩ là trong thời gian rất ngắn. Rất là ngắn thôi, là chúng ta đã điểm qua cái bản đồ của các trường cốt tốt 1 sau khi mà cái phần trước thì chị Quỳnh cũng đã nói rõ về cốt tốt 3 rồi. Chúng ta cũng thấy là qua cái bản đồ là chúng thấy là phần lớn là các trường sẽ tập trung ở miền Bắc, chính xác hơn là sẽ tập trung ở Seoul và cũng như là vùng phụ cận thôi. Ở các tỉnh thì sẽ ít hơn và trong đó cũng có những cái điều kiện rất là riêng biệt của trường. Như vậy chúng ta sẽ thấy là so với những năm trước thì đến năm 2020 và kéo sang là những cái tháng đầu năm của 2021 thì chúng ta thấy là tỷ lệ, tức là cái số lượng các trường cốt tốt 1 thì không có nhiều như năm 2019 nữa. Và chính vì vậy mà các bạn sẽ dần dần sẽ có dựa trên cơ sở là điểm số rồi là học lực và điều kiện tài chính của mình nữa, thì chúng ta sẽ có những sự chuyển dịch sang trường top 2 hoặc là trường top 3. Trường top 3 thì chúng ta cũng nói rất là nhiều rồi, còn trường top 2 thì nhân câu hỏi của bạn lúc nãy tên là chị ông nhầm tên là Vi thì chúng ta cũng sẽ nói về rất là nhiều ưu điểm. Và chắc chắn là trong thời gian tới chúng ta sẽ có một buổi nói thẳng nguyên về trường top 2. Đó, thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cùng với sự chuyển dịch và các quy định thì đương nhiên là về cái sở thích cũng như kế hoạch của chúng ta cũng phải có sự chuyển dịch để cho phù hợp. Không điều gì tuyệt vời bằng việc chính bản thân mình hiểu về hồ sơ của mình. Các em thời điểm hiện nay là chị thấy là có một điều tuyệt vời, đó là các bạn rất là quan tâm kỹ tới kế hoạch tương lai của mình. Các bạn tìm hiểu rất là kỹ về các trường khác hẳn với những năm trước đây, khi mà thông tin có thể là từ Internet rồi là các cái phương tiện truyền thông ấy nó không thực sự phổ biến. Thì bây giờ đánh dấu là các bạn đã tìm hiểu rất là kỹ. Khi các bạn tìm hiểu được kỹ về trường, các quy định của pháp luật ở đầu Hàn Quốc, thì từ đó các bạn sẽ có một sự chuẩn bị cho mình để biết rằng là với những cái nền tảng mình đang có thì trường tốt nào, những trường nào sẽ là phù hợp nhất với bản thân mình. Chị nghĩ rằng chỉ khi mà mình hiểu dễ nhất về bản thân mình, chúng ta áp dụng vào quy định của nước sở tại, thì từ đó các em sẽ có sự lựa chọn trường phù hợp nhất. Không phải cứ trường top 1 là trường lý tưởng nhất, cũng không phải là trường top 3 là những trường mà chỉ mang lại những cái lợi ích nó ít hơn, không phải như vậy. Mà quan trọng nhất đó là trường nào phù hợp nhất với bản thân mình, với những cái điều kiện và tiềm năng mình đang có. Cho nên rằng là cái sự phù hợp luôn luôn chị thấy rằng là cái yếu tố quan trọng nhất cho quá trình mình chuẩn bị và làm hồ sơ cũng như là chuẩn bị kế hoạch đi du học cho mình. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian thực sự được coi là rất là có ý nghĩa và sôi động khi mà nhận được nhiều câu hỏi của các bạn về cả trường top 1 và cả trường top 3 nữa. Mình nghĩ là trước khi chúng ta kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trả lời câu cuối cùng của Vi Trần. Vì Vi Trần lại có một câu hỏi, đó là: chị ơi, nếu trượt visa 6 tháng sau đó có thể đi được trường cốt không ạ? Thì câu này rất là phù hợp với câu ở phần trên mà chị đã trả lời. Thực ra là cơ hội là hoàn toàn có, tuy nhiên cơ hội của trường nào thì sẽ phụ thuộc vào trường đấy có nhận học sinh đã từng trượt visa hay không. Cơ hội rất ít nhưng mà hoàn toàn có chứ không phải là không. Và nếu như chị đã nói rồi, nếu như em muốn thì em có thể inbox riêng cho Mac, mọi người sẽ trả lời em cụ thể, bởi vì họ chúng chị cần phải nói chuyện trực tiếp với học sinh để thấy được mục đích học tập cũng như nguyện vọng của học sinh trước khi mà chị ký một đơn hay là khi Mac viết một cái đơn gọi là giải trình và cam kết bảo lãnh cho từng học sinh đó, thì học sinh đó
có cơ hội đi trường quốc tế 1. Cảm ơn phần trả lời của chị Quỳnh rất là chi tiết. Một lần nữa thì Mép gửi lời cảm ơn tới các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc cho các em có một ngày cuối tuần thực sự là ấm áp. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình livestream tiếp theo của Du học Mép đồng hành, để chúng ta cùng giải đáp các câu hỏi liên quan tới du học Hàn Quốc nhé. Hẹn các bạn ở buổi livestream tiếp theo với những thông tin mà chị nghĩ rằng là sẽ thực sự rất là quan trọng đối với chúng ta trong thời điểm hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.